不管是谁，或苟且求活，或慷慨赴死，到头来都是无谓。我终将再次与他相遇。 钥匙之恋只有两种结局。Là một bạn nào đó tặng quà cho thằng Morgan, thì vì một lý do nào đó mà bạn tặng cho nó một khẩu súng đồ chơi. Mình không biết cụ thể nó như thế nào nữa. Chỉ nhớ là bên phía của, chắc là bên staff của Brion kể lại cho bên phía của ban tổ chức của LCK Việt Nam, là bởi vì cái khẩu súng đồ chơi đó ở trong cái đống quà của thằng Morgan mà nó bị hải quan bên Hàn Quốc ách lại. Morgan bị hải quan xích cổ lại để mở cái đống đồ ra để lấy cái khẩu súng đồ chơi ra. Thì là thông tin mình mới nhận được hồi chiều là gọi là kiếp nạn cuối cùng của Morgan sau khi rời Việt Nam là cái khẩu súng đồ chơi gì đó trong cái đống quà của bạn nào gửi. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a night. Vậy thôi là được rồi. Năm cũ. Bây giờ như thế này, tức là góc nhìn cá nhân của mình đối với mức giá của cái trang phục, không, các bạn phải phân biệt một chút xíu nè. Để mình, đầu tiên chúng ta phải nói rõ ràng là cái mức giá full đó thì là mức giá để cho các bạn có sở hữu toàn bộ những vật phẩm và các bạn không phải bỏ nhiều thời gian để cày cái đó, cái thứ nhất. Đó, chứ là không phải là chỉ là một trang phục mà mức giá đó. Nhưng mà dù gì thì với mình thì cái mức giá đó ở hiện tại thì mình nghĩ nó cũng ở mức tương đối là cao. Cao so với mặt bằng chung. Tất nhiên còn nếu như các bạn là về mặt thu nhập cá nhân của các bạn, hay là cái sự hâm mộ của bạn dành cho Faker là lớn, thì nó không thành vấn đề. Tại vì khi mà chúng ta đã nói tới sự hâm mộ dành cho thần tượng á, thì thật ra mình nghĩ như thế này. Mình biết, cá nhân mình biết có những bạn số tiền mà họ bỏ ra cho việc đu idol con số 5 triệu á, nó thật sự nó rất là ít luôn á. Cho nên mình hiểu cái lý do tại sao mà Riot cũng muốn định vị một cái sự kiện theo kiểu như vậy. Tức là nhắm tới những người gọi là fan ruột, fan cứng. Và họ chấp nhận, họ sẽ chắc chắn sẽ có những người chấp nhận bỏ ra con số đó một cách rất là nhẹ nhàng. Tại vì trước đó thì họ đã bỏ cho Faker kiểu từ việc đi xem cho tới việc mua đồ ủng hộ tất cả mọi thứ khác, con số nó nhiều hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình đồng ý với mọi người là số đông thì con số đó vẫn là con số khá là cao. Tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc nhận định con số đó nó cao hay thấp, nó cũng phần nào đó phụ thuộc vào cái thu nhập của mỗi người, đúng không? Thí dụ có những thứ mà rất là nhiều người chúng ta bảo là ừ sao nhìn nó phí tiền quá vậy, sao nó mắc quá vậy, ai lại bỏ tiền ra mua những cái này làm gì. Không, những người giàu thì người ta có suy nghĩ khác. Nhưng để tóm lại chủ đề này thì mình có một cái chia sẻ rất là đơn giản. Hãy trả lời bằng ví tiền của các bạn. Mình nghĩ tất cả, tất nhiên là bây giờ chúng ta phản hồi bằng việc gửi những cái thông điệp trước khi mà nó được chính thức ra mắt vẫn ok, vẫn bình thường, không gì hết. Các bạn hãy thoải mái trong việc nêu lên cái suy nghĩ của mình ở bất kỳ platform nào. Tại vì thật ra các bạn không phải quan trọng là các bạn nói ở đây hay là các bạn nói ở chỗ nào đó thì nó có nghe không. Tất cả mọi platform, mọi nền tảng mà các bạn có thể nói thì các bạn cứ nói. Bước thứ nhất là vẫn nên làm. Bước thứ hai là khi mà cái sản phẩm nó ra thì các bạn hãy, người ta sẽ gọi là hãy trả lời bằng ví tiền của mình. Tức là các bạn cảm thấy nó như thế nào thì các bạn cứ thoải mái đưa ra quyết định của mình thôi. Thì đó cũng sẽ là những cái cơ sở để Riot có thể tiếp tục điều chỉnh trong tương lai nếu cần thiết. Nhưng mà mình nghĩ rằng Riot đã có cái dự định rất là rõ ràng. Tại vì trước khi mà trang phục này ra và trước khi thông tin về giá ra mắt,
thì Rod cũng đã định vị và Rod cũng đã ướm trước và gửi cho các bạn trước một cái thông điệp là trang phục này nó sẽ rất là mắc. Còn nếu như các bạn hỏi mà cụ thể mình á hả, mình sẽ suy nghĩ đó, tức là đây không phải là con số mình có thể bặt rồi mình đưa ra một cái quyết định không suy nghĩ. Mình nghĩ là mình có thể suy nghĩ, mình sẽ thiên về việc là mình vẫn bỏ tiền á, nhưng mình sẽ phải suy nghĩ rất là kỹ để mình coi mình có bớt được chỗ nào không á. Nhưng mà có một cái này thì mình nghĩ là Riot sẽ phải chú ý nè. Đây là Faker, cho nên con số đó có thể được giải thích bởi vì đây là Faker. Nhưng nếu như cái con số này mà áp dụng với những người tiếp theo của đại sảnh huyền thoại thì mình nghĩ nó sẽ khá là nguy hiểm. Você peitou ele? Peitei. Nossa senhora, velho. Ô, já que é roubado, velho, não tem item, meu. Tem. Mas eu não entendi o que você não estionou logo quando ele tava aqui assim, ó. ¿Se ve bien? Ahora sí. Pero la cara tengo doble pantalla. Ahora puedo ver el chat mientras juego. Tía Tetorras. Siempre, este tipo siempre que me toca en contra me pone Tía Tetorras. El Fight of Power siempre que me toca contra este tipo me pone Tía Tetorras. Ay, estoy entrando muy tarde al bush. Holy. I have not done a play like that in a while. My god. Sinon, je sais pas. Italia peut-être pas R. Je sais d'où t'es. C'est un truc de tout ce que je veux dire. Les gars, j'ai flash après le R en fait. J'ai attendu que le R, je crois, non. Ou alors mon R a touché parce que mon flash était pas assez extrémité. Jusqu'au bout, je voulais garder mon flash. Hein. Oh là là, mais c'est extraordinaire ce que je viens de faire. Oh là là, le comeback, il est comeback la lane comme ça. Bon, par contre, je vais perdre ma tour. Mais bon. Quoique le. Oh my god.